Yamagata là một tỉnh nằm ở phía bắc của hòn đảo Honshu, được mệnh danh là vùng đất của hoa anh đào và onsen, nhiều danh lam thắng cảnh. Ở đây có hai ngọn núi nổi tiếng đó là núi Shigatsa và núi Zou. Địa điểm hôm nay mà tôi muốn dẫn các bạn đến đó là một hồ nước nằm ở trên đỉnh núi Zou có tên là Okama. Điều đặc biệt của hồ nước này, nó được hình thành từ thế kỷ thứ 18 sau những phun trào của núi lửa và ở độ cao hơn 1.000 mét sâu mực nước biển. Để đến núi, các bạn có thể đi trực tiếp bằng xe hơi riêng hoặc là bằng xe buýt. Mình sẽ chọn đi bằng xe buýt từ nhà ga Yamagata lên tới trạm xe buýt Yamaonsen, sau đó mình sẽ đi cáp treo lên núi. Núi Zou thì là một trong những ngọn núi nổi tiếng ở Nhật Bản và có rất nhiều du khách khắp nơi đến đây tham quan trong suốt những mùa xuân hạ thu đông, từ một mùa có một vẻ đẹp riêng. Mùa xuân thì nơi đây thật là rực rỡ sắc màu của nhiều loài hoa, đặc biệt là hoa anh đào. Mùa hè thì đây thích hợp cho những ai yêu thích dã ngoại, picnic, cắm trại hoặc là đi lên núi cùng gia đình. Mùa đông thì các bạn có thể đi trượt tuyết, ngắm những khu vực tuyết tại lễ hồ, ngắm suối nước nóng tự nhiên. Theo mình thì mùa thu là mùa đẹp nhất, vừa có thể đi picnic, leo núi, ngắm lá đỏ và thời tiết thì vô cùng ấm áp. Thì như các bạn đã thấy, cây cối hai bên đường rất là xanh tươi nhưng nhà cửa rất thưa thớt vì mùa đông ở đây rất là khắc nghiệt, đặc biệt là cái việc đi lại rất là khó khăn bởi mặt đường ấy thì bị đóng băng nên rất là trơn, vì vậy nếu sống ở đây thì rất là bất tiện. Hiện tại thì mình tới trạm dừng chân xe buýt Zou Onsen, mình sẽ xuống tại đây và sau đó tiếp tục di chuyển qua nhà ga cáp treo để lên núi. Mục tiêu của ngày hôm nay thì mình sẽ đi tới vị trí hồ ngũ sắc, giống trên bản đồ ở đây cũng có cỏ. Ở đây có wifi miễn phí, có những hướng dẫn chi tiết các địa điểm tham quan. Nếu bạn không biết, bạn có thể hỏi nhân viên tại đây, họ sẽ hướng dẫn tận tình cho bạn bằng tiếng Anh và phát cho bạn một tấm bản đồ. Và bạn đừng quên là xin thêm một tấm lịch trình của xe buýt để quay lại đây sao cho kịp chuyến xe buýt cuối cùng. Vì đây là lần đầu tiên mình đi nên mình cũng rất là bỡ ngỡ. Nếu lúc nãy mình không xuống thì mình có thể đi thẳng tới trạm là Zou Katachancho, rồi từ đó mình đi cáp treo lên cái vị trí mà đi bộ tới hồ ngũ sắc thì sẽ gần hơn so với xuống đây. Và chuyến xe buýt mà chạy thẳng lên cái trạm là Zou Katachancho thì một ngày chỉ có một chuyến duy nhất khởi hành từ nhà ga Yamagata lúc 9:30. Và hiện tại mình đang đi bộ ra tới cái nhà ga để đi cáp treo lên núi.
sẽ chờ cái chuyến gấp treo tiếp theo là lúc 12 giờ. Khi bạn mua vé cáp treo thì bạn sẽ được tặng một phiếu giảm giá trị giá 200 yên khi mua cà phê trên buýt. Trong nhà ga này thì cũng có một cái cửa quầy bán hàng lưu niệm. Trên cáp treo bạn có thể ngắm toàn cảnh bên dưới rất là đẹp, view rất là rộng. Hiện tại thì đang là mùa hè nên chỉ có một màu xanh là duy nhất. Nếu các bạn đi vào mùa thu thì đây rất là đẹp, khung cảnh bên dưới sẽ chuyển là màu đỏ, màu vàng rực rỡ. Đó là thời điểm đẹp nhất ở đây theo như mình nghĩ.
Phía trước kia là sân trượt tuyết, và mùa đông thì ở đây họ sẽ đi cáp treo từ phía dưới kia lên tới đây và họ sẽ trượt xuống dưới đó. Còn đang là mùa hè, nếu bạn thích thì bạn có thể ra đó bạn ngồi cáp treo, bạn đi xuống ngắm cảnh một vòng, bạn đi lên. Bây giờ mình sẽ qua phía đài quan sát coi có cái gì không, thì trên này view cực kỳ đẹp và rộng. Mình check in đây thì quá là tuyệt vời, nhìn bao la bát ngát mênh mông. Và đặc biệt ở đây có một chiếc chuông may mắn, nếu đến đây mà bạn giật chiếc chuông thì những điều may mắn sẽ được tìm đến với bạn. Bây giờ mình sẽ đi xuống uống một ly cà phê rồi tiếp tục đi xuống bên dưới núi để chuyển qua lại cáp treo khác để đi lên tới hồ Bổ Sắc. Thì hồi nãy mình có nhận một cái phiếu giảm giá uống cà phê nên mình quyết định mua cà phê mình uống. Ngồi đây uống cà phê mà ngắm cảnh quá là tuyệt vời, không còn gì là xứng bằng nữa. Nhìn xuống phía dưới thì thung lũng rất là đẹp, một cái hồ nước và xung quanh có rất là nhiều khách sạn và nước quán dành cho những ai thích nghỉ dưỡng đến đây để hưởng cái không khí trong lạnh và tắm suối tự nhiên đầu tiên và thưởng thức những món ăn ngon tại đây. Giờ mình sẽ di chuyển qua một cái trạm cáp treo khác để mua vé đi lên cái vị trí và từ đó có thể đi tới cái hồ Bổ Sắc. Thank you.
Giá vé khoảng 2 cent tám một người, tương đương khoảng hơn 100 ngàn tiền Việt Nam. Và đây là tuyến cáp treo dài nhất ở Liên Xô. Và bây giờ mình sẽ đi lên. Thì tuyến cáp treo này nếu bạn đi vào mùa đông thì quả là tuyệt vời, bạn có thể ngắm toàn cảnh khu rừng tuyết bao la ở đây, rất là đẹp. Thank you.
Sau một hành trình dài để hướng tới được cái trạm cáp treo cuối cùng là trạm cáp treo cao nhất ở đây, hy vọng một ngày nào đó mình sẽ quay lại đây một lần nữa vào mùa đông để ngắm khu rừng tuyết tại đây.